Công ty trách nhiệm hữu hạn Nestle Việt Nam cần tuyển gấp 2 nhân viên lái xe nâng, mô tả công việc, phối hợp với các thủ kho để nắm rõ các yêu cầu về giao nhận nguyên liệu và kế hoạch chuyển thành phẩm mỗi ngày, thực hiện công tác sắp xếp kho bãi, chuẩn bị vị trí cho hàng mới về, nhận nguyên liệu đưa vào lai, khung kệ, chuyển hàng thành phẩm từ DE về lưu kho, đảm bảo đủ số lượng đúng vị trí, giao hàng, nguyên vật liệu cho các khu vực sản xuất đứng TO theo FAFO. Đưa thành phẩm tập kết ra bãi xuất hàng, chuyển hàng lên xe xuất ra kho ngoài nhà máy, đúng đủ số lượng theo từng xe. Hỗ trợ các bộ phận khác khi có yêu cầu, nâng chuyển, đổ rác, lấy mẫu, chuyển mẫu cho QA kiểm kho. Thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng, vệ sinh xe hàng ngày, đảm bảo xe nâng luôn trong tình trạng tốt, an toàn và sẵn sàng phục vụ các công việc nâng chuyển hàng hóa. Yêu cầu công việc, giới tính nam có sức khỏe tốt. Yêu cầu về trình độ học vấn, tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên, có chứng chỉ, bằng lái xe nâng. Có kiến thức về vi tính cơ bản. Có kinh nghiệm lái xe nâng 1 năm trở lên, có kinh nghiệm chạy xe trong khung kệ chui. Siêng năng, trung thực, chịu được áp lực công việc. Quyền lợi được hưởng, mức lương từ 7 đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Lương tháng 13, 14. Thưởng KPI, phụ cấp K2, K3. Du lịch, nghỉ dưỡng hàng năm, được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của luật lao động. Yêu cầu hồ sơ bao gồm một bộ hồ sơ xin việc hoàn chỉnh, photo công chứng giấy tờ và các bằng cấp có liên quan. Thông tin chi tiết về công việc vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Nestle Việt Nam. Địa chỉ số 106/6, đường 2, khu công nghiệp Amata, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại liên hệ 0251-887-767 gặp chị Phương, phòng hành chính nhân sự. Email liên hệ trầnviệtanh.phuong@vn.nestle.com. Ngày hết hạn nộp hồ sơ ngày 15 tháng 7 năm 2018.